Rồi, mình xin chào tất cả quý vị các bạn. Hiện nay mình đang đứng có mặt tại đường Vinaquốc. Bên trái thì là cái giáo sư Hiệp Lâm. Thì hôm nay mình có dịp mình sẽ dẫn mọi người đi vô tham quan lại cái khu cái đường vô cái ủy ban nhân dân phường Trảng Dài mới hiện nay như là sao. Đó, thì cái đường Vinaquốc hiện nay thì nó khá là phát triển bởi vì cái như quán ăn và cà phê trà sữa ở đây. Nên là qua đường Vinaquốc này khá là sầm uất quý vị. Đặc biệt là ban nhân dân phường Trảng Dài ngày xưa thì nó nằm bên tay phải, thì ngày ra đây nhưng mà gần đây thì họ đã di dời về chỗ gần cái chợ Thanh Hướng, chợ Thanh Hóa vậy. Thì đi hướng này đi thẳng về công viên Bông Tư, mình sẽ qua tay trái này hướng vô chỗ ban nhân dân phường Trần Gia, phường Phú Nai thì nhé. Vừa phải nhé, cái đường Trần Nhân Tông, về cái đường Trần Nhân Tông nhé. Đường này rất là thấy ngoài đường rất là xấu rồi. Như cái cơ sở mới của ủy ban nhân dân phường hôm nay thì mình thấy khá là rộng rồi. Đây là cái đường Thanh Nhân Trung hướng đê thẳng kết nối với phường Trảng Dài, chợ Thanh Hóa rồi nhé. Từ khi cái phường về đây thì cái đường này cũng khá là sầm uất, và đặc biệt mình thấy Trảng Dài hiện nay nó cũng cũng có mấy con đường đi từ đường chợ Thanh Hóa này, đường Bắc Khải kết nối qua hôm nay. Mặt tiền ở đây mình thấy một số cũng kinh doanh mua bán ở đây vậy nhé. Đây thì có giáo sư Độc Lâm phía bên trái quý vị. Độc Lâm thì theo được biết thì ngày xưa khu này đồi dốc rất là nhiều. Khu này làm các xưởng này. Đi vào đây coi. Ở đây thì mình thấy họ có các xưởng ngày xưa là bán đất trống vậy nè. Giờ thì họ làm xưởng sản xuất kính. Những cái xưởng này thế thì nó thường thì gần khu ủy ban nhân phường này đi. Xưa nơi đây là bãi đất trống, giờ họ xây cái xưởng này họ cho thuê này. Vừa tay trái mình đây là ra khu Độc Lâm, phải là ủy ban nhân phường Hữu Nai đây này. Đây đây là kỳ ủy ban nhân dân phường hôm nay mới đây mình. Đây họ làm các lan can cái đường. Ở đây ủy ban nhân dân phường hôm nay đây, mình đi một vòng coi. Ở
xưa thì nó nằm ở bên chỗ mặt tiền đường Ái Quốc, không gian nó nhỏ. Khi về đây thì thấy không gian rất là rộng quý vị. Cái chỗ này có chỗ để xe này, sân vườn này. Cái dịch vụ cho thuê photocopy này. Hôm nay thì khá là rộng. Biết thì hôm nay ngày xưa thì không biết đó, thì nó được tách ra hai phường Hồ Nai, Tân Biên và Tân Hòa ấy. À, dưới này thì mình thấy có khá là nhiều các cái xưởng sản xuất ở đây. Bên trái quý vị đây là nó có cái khu nghĩa trang. Ngày trước mình nhớ vô đây thì mức độ dân cư nó ít, gần đây thì dân thấy khá đông. Tí rất là nhiều. Xưa rất là xấu vì bây giờ thì họ nhà nước và dân cùng làm, đường đây thì nó khang trang đẹp hơn xưa rất là nhiều quý vị. Đó bên tay trái này có nghĩa trang. Trang giáo xứ Độc Lập. Đi vào để vô con vô biết trang cho mọi người ra vô đây. Đây được cái đường vô. Đấy, đường vô nghĩa trang đây.
tre này khá là khang trang và rộng vì đó. Trái cái gì đây, nó có một cái bãi đất trống khá là lớn, người ta nói là quy hoạch cái chợ gì đây, nhưng mà hay là gì đây mà thấy khá là rộng vậy. Đây là mình đây là ra cái khu giáo sư Lộc Lâm đây này. Phải đây thì mình cũng là một con đường hướng ra, mình có thể đi ra khu chàng trai và tách ra được cái khu cái đường Đinh Thanh Nhân Trung vậy. Đường ngày trước thì nó để thế hỏng buôn bán này. Anh em mình thấy có vườn tràm, đất còn khá là rộng. Mình sẽ gọi tay phải đây, có một cái đường này ra đường Thanh Nhân Trung đi. Rồi thì mình cũng rất mọi người đi tham quan một vòng cái khu đường Thanh Nhân Trung hướng khu ủy ban phường Trần Già mới. Hôm nay được năm cho mọi người cập nhật cái tình hình ở đây. Giờ thì mình cũng xin kết thúc cái video ở đây nha. Hẹn mọi người trong một cái video gần đây nhất cho sáng tới nha. Giờ mình xin chào quý vị nhé.